Talking and drinking what we could find, burning all those candles and staying up through the night. We make reservations for the places we know we never tried, but then oh, we found some rich love. I remember feeling broke as a bottle of wine. I didn't move to the city to count on my pennies or worship the Hollywood sign. Just say, hey man, nice to meet you. They should take everyone last time. And I know, 'cause I found some fake love. Broke as a bottle of wine. But drink with you all damn night. Not trying to trade up. 'Cause if we don't find money, then what we got, honey, is just enough. We got some rich love. Just say, hey man. Just say, hey man. Just say, hey man. Do you remember dancing at parties out in the yard? We would piss off the neighbors, they'd eventually call the cops. And I was saving up for something, hoping life would finally start. 'Cause oh, we had some new love. Ooh, broke as a bottle of wine. Ooh, but drank with you all damn night. Just say, hey man. Just say, hey man, nice to meet you. Just say, hey man, nice to meet you. Thank you for the last time, and I know. Just say, hey man. Just say, hey man. Just a bottle of wine. Một tán điệu, vâng.
một nhân vật thật là tuyệt vời trong buổi sinh nhật hôm nay, tất cả chúng ta cùng nhiệt liệt chúc mừng và mời các bạn cùng lên sân khấu cùng với Maria Hương Quyên tại phòng trà Spa trên 90 Ngô Quyền. Mời các bạn cùng lên. Mời các bạn làm bạn bè của chị Hương cùng lên sân khấu. Vâng, chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu với các bạn trên sân khấu là gương mặt của tất cả các bạn bè anh chị em trong nhóm Phú Ca tại thành phố Hải Dương. Vâng, và cũng là một phòng sinh nhật văn hóa nghệ thuật. Sau đây, và Maria Hương Quyên sẽ cùng được tham gia để cùng sinh nhật cho vui khỏe và đầy tính chất văn hóa. Chúng ta cùng vỗ tay hát theo bài hát chúc mừng sinh nhật. Thật là vui vẻ đầy ý nghĩa trong cuộc sống, chị luôn luôn xinh đẹp hạnh phúc và thành đạt. Chúng ta cùng vỗ tay theo nhịp bài hát chúc mừng sinh nhật. Và sau đây tôi xin được trân trọng giới thiệu một và hai vị đại diện cho nhóm Vũ Ca thành phố Hải Dương và cũng là đại diện cho các bạn của chị Maria Hương Quyên có bó hoa tươi thắm lên chúc mừng sinh nhật. Vâng, trên sân khấu chúng ta đang chứng kiến là một hình ảnh rất là tuyệt vời. Vâng, đó là lãng hoa chúc mừng sinh nhật đối với chị Maria Hương và do các bạn trong nhóm Vũ Ca cũng như đại diện của các bạn của Hương tặng chị trong ngày sinh nhật. Mong chị cuộc đời luôn luôn tươi đắng đẹp như những bông hoa hồng rực rỡ trong ánh ban mai. Chúng tôi xin được một lần nữa chúc chị mọi điều tốt lành may mắn. Tiếp theo đây mời các bạn chứng kiến một nghi thức. Tiếp theo là nghi thức thắp nến sinh nhật. Nghi thức đang dừng lại. Vâng, khi Maria đã thổi nến và làm một nghi thức đặc biệt và rất là thiêng liêng trong buổi lễ sinh nhật hôm nay. Vâng, chúng ta cùng vỗ tay và hát mừng sinh nhật. Vâng, hôm nay ta cùng hợp hoan nơi đây, mọi người bên nhau ta hát mừng. Vâng, tiếp theo chúng ta chứng kiến nghi thức cắt bánh sinh nhật. Vâng, chị Maria Hương Quyên đang thể hiện một nghi thức tuyệt vời buổi tổ chức sinh nhật của mình. Chị đang tự tay cắt bánh sinh nhật của mình. Và thật là tuyệt vời. Đây là những giây phút có ý nghĩa và lắng đọng nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chúng ta đều được tổ chức những ngày sinh nhật từ lúc mới sinh ra cho đến những tuổi trưởng thành và mãi mãi đi trong cuộc sống. Và tiếp theo
một vị đại diện cho chàng Hàm Vĩnh và có ý kiến nên chúc mừng sinh nhật chị Marie Hương. Phòng sáng học cách rất là hạnh và chúc mừng em một buổi sinh nhật thật là đầy ý nghĩa, vui trẻ, xinh đẹp, mãi mãi và thành công trong cuộc sống. Còn chúng ta vừa nghe và bên đại diện cho phòng sáng học cách có những lời chúc mừng tốt đẹp nhất gửi đến chị Thu Hương. Tiếp theo đây mời vâng chính một chủ thể quan trọng nhất và ý nghĩa nhất trong buổi hôm nay đó là Marion Quyên sẽ có lời phát biểu cảm nhận của mình. Vâng, xin mời. Tôi Quyên Maria xin chào tất cả các con khách quý vị cùng tất cả các bạn yêu quý của Marion, hội nhóm của Bồ Ca. Hôm nay là khóc chờ đợi của Marion. Tôi Quyên happy birthday to you. Và đương hôm nay chàng gặp về Quỳnh Phúc với dòng hai bầu của mẹ. Và đương hương được đấng sinh thành. Và đương hương xin cảm ơn đấng sinh thành mình. Hai. Cha và mẹ. Anh ta đây. Đã cho Và đương hương trưởng thành đến ngày hôm nay. Hôm nay Và đương hương lại được trân trọng được đón tiếp những quý vị khách quý. Những người bạn tri kỷ thân yêu đã đến dự tới buổi Happy Today Happy Queen Và đương hương. Và đương hương xin trân trọng cảm ơn rất nhiều. Và đương xin chúc những người bạn thân yêu tri kỷ, cả tất cả các người bạn thân yêu hơn 57.000 người đang theo dõi Ma Đơn Hương trên Facebook. Ma Đơn xin cảm ơn rất nhiều. Thank you, Pesima. So Queen Maria, thank you, I love you. Vâng, chúng ta vừa rồi đã được nghe và lời cảm nhận và những suy nghĩ rất là lắng đọng, đặc biệt trong buổi tổ chức sinh nhật hôm nay cho Maria Hương Queen. Vâng, tôi thay mặt cho ban tổ chức và cũng là người bạn rất thân của Madeline Quyên gửi tới các quý vị khán giả một tình cảm rất là sâu sắc, thân thiết, ủng hộ chúng tôi trong buổi tổ chức sinh nhật hôm nay. Và một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức cũng là người bạn, chúc Madeline Quyên luôn luôn trẻ trung, xinh đẹp, hạnh phúc trong cuộc sống. Còn và chúc tất cả các bạn cũng luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Và xin cảm ơn. Và buổi tổ chức hôm nay của chúng tôi đến đây tạm dừng. Tiếp theo sẽ là phần ca nhạc mừng sinh nhật cho Marilyn Quyên. Và chúng ta tiếp tục chương trình. Xin mời. Anh đến bên em, nghe trẻ vơi.
Chúng ta đang nghe ca sĩ Đức Hiền trình bày nhạc phẩm Đêm Định Bình Minh. Vâng, đây là một nhạc phẩm anh dành tặng cho Maria Lương trong các buổi đầu tập sinh nhật ngày hôm nay. Chúng ta tiếp tục cùng gặp Đức. Ta đến bên em, cho qua đêm đường tháng năm vô tư. Con tim này thì muốn yêu thương, còn ta và em là hai kẻ thù. Nằm ở đó một lần.
đây là một món quà rất đầy ý nghĩa và ca sĩ Minh Bình gửi tới Marilyn Nguyên trong ngày sinh nhật hôm nay. Chúng ta tiếp tục tìm hiểu nữa. Thank you.
Dạ vâng, cảm ơn người đã xin sự quan hệ. Chúc mừng chị sinh nhật vui vẻ cho mọi người thành phố. Xin cảm ơn ca sĩ. Tiếp theo mời các bạn lắng nghe một ca khúc Chiều Khóa Hồng Hồng Nhà Nga do người tàu mẫu, nhà tàu mẫu và ca sĩ Sinh Sanh Sa cũng là một trong nhóm thành viên vũ ca và đàn bạn của Marie Quyên. Thank you.
Thank you.
Marilyn, 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 Marilyn,
Miss Minh rất là nhiều. Quý bà và sư huynh đã cho ban giám khảo thành tích này, xin cảm ơn. Thank you, Queen Maria. Tôi xin chào tất cả mọi người. Mọi người quên mình hôm nay là nhân vật được phong trào và bước tổ chức sự kiện khi có lời phát biểu và cảm ơn tất cả các quý vị khán giả. Xin mời. Chào mừng của bạn Hương. Bạn Hương là biết được đứng thành cái bầu sổ số gì. Bạn Hương lại chạy chạy cho đến ngày hôm nay. Hôm nay một buổi FB đã đến với bạn Hương đã rất là trân trọng. Ở con có người mà chi kỷ và hội báo bố ca đã tổ chức cho bạn Hương một buổi tối trao trải nghiệm vui hạnh phúc. Bạn Hương xin trân trọng buổi hôm nay. Happy Day Day Mang Hương. Cảm ơn rất là nhiều. Xin đa tạ Hồng Trà Ngọc Bích 90 Nguyên Huyện, thành phố Hải Dương đã trao ban một buổi birthday review đã thành công tốt đẹp. Một lần nữa chúng ta xin đa tạ cảm ơn Hồng Trà Ngọc Bích 90 Nguyên Huyện, thành phố Hải Dương. Thank you, Sweet Maria. Thank you, I love you. Thank you. Thank you. Xin cảm ơn. Vâng, chị Mai Hương đã có một cái tình cảm rất là tuyệt vời và cảm ơn tất cả tới các quý vị khán giả tại Hội Trà Ngọc Bích hôm nay và cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức sinh nhật cho chị một buổi sinh nhật thật là ý nghĩa và thật là tuyệt vời trong cuộc đời. Vâng, các bạn của chị là có những lãng hoa, bông hoa tươi thắm mang đến tặng chị. Queen Maria xin cảm ơn Miss Misery. Đây là Miss Misery, một nữ hoàng của Hà Hoa Lai. Có cả một đồng nghiệp nữa là Maria, một cuộc tranh quản lý Maria Hương. Hôm nay đã đến để mừng sinh nhật nhà khách hết đây Queen Maria Hương. Maria xin cảm ơn sư Queen Miss Misery Hà Hoa Lai, rất nhiều Hà Hoa Lai là để vui an vui tới hành khách gia đình tới mọi người. Maria xin cảm ơn Hà Hoa Lai rất nhiều. Thank you. Vâng, rồi, một lần nữa chúng ta dành những tràng pháo tay và lời chúc.